Thầy tạo thêm một project mới nhé, để cho nó đỡ bị xung đột nha. Tích console nhé, một project console mới nhé. Một Personal. một console nhé. Thế xong rồi thầy chuyển đến chuyển startup sang nhé, chuyển startup vào cái project mới này nha. Từ trước thì chúng ta đang ở bài 21 và 21, thì ở đây thầy sẽ thêm một cái class nhé, là bài 22 nha, lesson 22. Cho nó mờ mờ nhỉ. Do một điểm thì không biết là một cái điểm được thế thôi được không thì mình sẽ tắt cái điện ở trên này thì cho đỡ bị chói. Trong bài học này thì chúng ta sẽ nói đến cái kỹ thuật nullable nhỉ. Kỹ thuật này sẽ cho phép một biến có kiểu giá trị có thể nhận thêm giá trị null, có thể nhận thêm giá trị null. Nhưng biến nó kiểu giá trị nhá. Những kiểu giá trị cơ bản mà chúng ta đã biết, ví dụ như là int giá trị, ví dụ như là int này, hay là float, double, hay là short, char, bool, vân vân. Thì ví dụ như ta có một cái biến a bằng 23, đây là một biến có tên là a, nó có kiểu giá trị tức là kiểu int ở đây, và nó đang được giá trị ban đầu là 123 thế này. Cái này thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ giả sử thầy muốn gắn null cho nó thì không được. Null thì thông thường sẽ được dành cho kiểu tham chiếu, cho reference. Còn A đây là biến có kiểu giá trị thì không nhận được. Trong trường hợp mà ta vẫn mong muốn A sẽ nhận được null, null thì ta làm như sau. Ta đặt vào sau cái kiểu dữ liệu cái toán tử hỏi chấm. Thế lúc này biến A sẽ trở thành một biến mà mang cái kiểu nullable đấy. Và vì vậy nó sẽ nhận được thêm một giá trị nữa là null, ngoài các giá trị thông thường. Các lưu ý là chỉ có những cái biến có kiểu giá trị thôi nhé thì chúng ta mới cần nullable. Còn những biến kiểu tham chiếu thì không cần vì nó mặc định nó đã nhận được null rồi. Ví dụ như là string s bằng null thì ok, thì string nó có kiểu tham chiếu. Thế xuống đây, thầy có một cái biến b và thầy gán a cho nó, thầy gán a thôi. Biến b cũng là kiểu int, ở đây thầy gán a cho b thì thành ra nó lại lỗi không có được, vì trong tình huống này hệ thống sẽ hiểu a
nó là new label. Dạ. Còn B thì đang là kiểu giá trị. Thành ra là không không lưu trữ được. Thì trong tình huống này, hệ thống sẽ cung cấp cho ta một cái cách thức, đó là cung cấp cho ta một cái toán tử hỏi chấm hỏi tấm. Bên đằng sau điền một giá trị nào đó. 1 hay 3 chứ. Thì chỗ này tôi sẽ nói một chút là cái này nó đang không nằm trong method, nên là nó không được phép để ngữ cảnh như này. Để cho nó vào method nha. Chào bạn. Đấy. Thì lúc này các em thấy rằng là nó không còn lỗi nữa. Thì cái toán tử hỏi chấm và chấm này nó sẽ có tác dụng như sau, là nó sẽ check nếu như cái A này này biến A đó mà chứa null thì nó sẽ lấy giá trị 1 hay 3 nó gán cho B. Dạ. Còn nếu mà A mà mang giá trị khác null thì nó sẽ lấy giá trị của A nó gán cho B. Như vậy có nghĩa là với tình huống dùng toán tử hỏi chấm và chấm thì nó sẽ loại đi được cái null. Đó, null. Ví dụ ở đây thầy sẽ in in cho B. À, ở đây thầy chưa có. Sẽ start up cho nó nhé. Start up cho cái lesson 2 nhá. Đó, em thấy ta sẽ được 1, 2, 3. Là bởi vì cái A nó đang chiến nung ở trên, cho nên là nó sẽ không không lấy giá trị của A nó đưa cho B, mà lúc này nó sẽ lấy 1, 2, 3 đưa cho cái lần sau tôi hỏi cho giờ, toán tử hai hỏi chấm ấy là giá trị mong muốn mà tao sẽ muốn gán cho B nếu như A mà bằng null. Dạ, ta thích là giá trị nào đấy không hay là gì đó thì ta và tùy ý của chúng ta nhé. Còn ví dụ trong trường hợp này thầy cho A là một giá trị ví dụ 579 chẳng hạn, tức là khác không? Thì ta chạy ta sẽ được kết quả là 579. Tức là trong tình huống này giá trị của A đã được lấy và gán cho B. Vì vì giá trị nó không phải là null. Dạ. Tức là trong tình huống này A thì có thể chứa null nhưng B không thể chứa null. Thì trong trường hợp muốn gán một biến mà có thể chứa null cho một biến không thể chứa null thì ta cần sử dụng đến toán tử A hỏi chấm. Đơn giản là như vậy. Để làm gì? Để nếu A đang chứa null thì lấy giá trị sau toán tử A hỏi chấm. Còn A không chứa null thì lấy giá trị của A. Gán cho mình. Đó là cái kỹ thuật label nha. Kỹ thuật này nó có tác dụng gì trong thực tiễn? Thì trong thực tiễn nó sẽ có tác dụng như sau, đó là ví dụ như chúng ta làm project win form hay web form ấy thì nó sẽ connect đến database. Thì cái database của ta nó bao gồm có các cái bảng, các cái bảng. Trong mỗi một bảng thì lại có các cái cột. Các cái cột đấy, trong các cột đấy thì có thể là có cột null. Có cột null. Có cột not null. Đúng không? Cột nốt luôn, ví dụ như là cột primary key chẳng hạn, cột mà chứa khóa chính chẳng hạn thì nó không luôn được. Nhưng mà những cột khác ví dụ như là số điện thoại chẳng hạn thì có thể luôn. Thế đến lúc mình connect project của ta đến database đấy và chúng ta ví dụ chúng ta muốn hiển thị dữ liệu của cái cột null đó. Đúng không? Muốn hiển thị một dùng một vòng lặp để lấy từng giá trị của cột đấy ra để hiển thị. Vậy thì lấy từng giá trị của cột đấy ra thì ta phải đưa vào cho một cái biến.
đúng không? Thu xếp để sâu ra như thế. Thì lúc này cái biến đấy nó phải có khả năng chứa được luôn, đúng không? Nó phải có khả năng chứa được luôn. Thì trong trường hợp này, trong trường hợp này cái kỹ thuật nullable sẽ được áp dụng. Bởi vì nếu không dùng đến thì biến đó không chứa null được. Ví dụ như cột đấy cũng là cột có cái kiểu là kiểu int, cột dữ liệu hoặc có kiểu int. Thì ở đây ta không thể dùng INTA này, bởi vì là nó còn có thể chứa null nữa. Nên ta phải dùng cái kỹ thuật nullable. Đấy, thì đây là cái lý do mà C# đưa ra cái kỹ thuật này. Bây giờ ta sang phần tiếp theo nhé. Cho dễ nhìn thì thầy sẽ làm một cái lesson tiếp theo đi nhỉ. Lesson 23 đi. 23 nhé. Trong bài học này thì chúng ta sẽ nói đến các cái từ khóa và dynamic. Đây là những cái từ khóa mà chúng ta đã bắt gặp nó ở trong Edunex. Chúng ta làm các cái question trong các slot. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng từng từ khóa một đây xem chúng có như thế nào nhé. Và cái từ khóa va này sẽ được dùng để thay thế cho kiểu dữ liệu khi mà khai báo biến. Khi khai báo biến chúng ta không muốn thể hiện cái kiểu dữ liệu cụ thể là gì, hoặc là chúng ta chưa rõ cái kiểu dữ liệu của nó là gì, thì chúng ta sử dụng va. Ta dùng và để thay thế. Thì lúc này sẽ có một cái yêu cầu, đó là biến phải được gắn giá trị ban đầu, bắt buộc là ta sẽ cần phải gắn giá trị ban đầu để từ đó hệ thống nhận định kiểu dữ liệu cho nó, nhận định cái kiểu dữ liệu cho nó. Ví dụ đây ta có INTA, đây là một biến A. Nhưng trong những tình huống mà ta không muốn hiển thị thể hiện cái kiểu dữ liệu cụ thể của ta, hoặc là ta chưa rõ được là kiểu dữ liệu sẽ là kiểu gì, lúc này ta sẽ dùng và. Nhưng mà khi đó ta phải gán cho A một giá trị cụ thể ban đầu, ví dụ là một, để làm gì, để từ đó hệ thống dựa vào giá trị đó để đưa ra nhận định hay là áp cho A kiểu dữ liệu tương ứng đấy. Ví dụ trong trường hợp này gắn 123 cho A ấy, thì có nghĩa là một giá trị, à, một cái kiểu dữ liệu int tương ứng sẽ được áp cho biến A. Vậy sau cái lệnh này A nhận giá trị 123, đồng thời A sẽ mang kiểu int. Đó thì chúng ta phải gắn trong đấy. Chúng ta không thích A nhận cái giá trị này, chúng ta cho nó một giá trị nào đấy mà chúng ta thấy rằng là nó cần phải nhận, ví dụ như là C# thì cũng đều được cả thôi. Nhưng mà sau lệnh này thì A sẽ được nhận định kiểu dữ liệu tương ứng. Thì nếu sau đấy mình định gán cho A một cái giá trị nào đấy mà nó không tương xứng với cái kiểu dữ liệu mà hệ thống nhận định thì nó sẽ lỗi. 1.5 không phải là chuỗi. Sau lệnh này thì A được áp cho cái kiểu string.
1 triệu 5 không phải không được. Thì trong các cái bài tập các em làm cũng như là trong các cái bài lab assignment ấy thì thi thoảng sẽ có chỗ chúng ta thấy người ta dùng va. Bởi vì sẽ có những tình huống mà ta muốn biết được cái kiểu dữ liệu tương ứng thì ta phải chuyển sang file khác để ta check. Sau đó thì mới khai báo được kiểu dữ liệu tương ứng. Nhưng trong thì như vậy nó mất thời gian. Trong tình huống đó người ta dùng vàng rồi. Ví dụ như là đây ta có một cái một cái mảng đi double D một chấm năm ba chấm bảy một hai chấm ba bốn năm chấm sáu bảy 2.73. Thì nếu mà chúng ta muốn in các giá trị của mảng này ra, chúng ta dùng cái for each. Lúc này chúng ta có thể sử dụng va và e chẳng hạn. In đi. Đó. Thì thay vì chúng ta viết là double e chúng ta viết vài là được. Thế các em tưởng tượng là giả sử như cái mảng chúng ta định định sâu ra ấy, nó không nằm ở ngay đây mà nó nằm ở một file khác thì chúng ta phải sang file đấy để chúng ta check xem cái mảng đó nó có kiểu gì, đúng không? Như vậy nó sẽ mất mất thời gian, không cần ta dùng vài giờ. Thì lúc này nó sẽ không cần quan tâm đến cái kiểu dữ liệu của cái anh D này nữa. Anh ấy làm cái gì cũng được. Bởi vì chúng ta chỉ đơn giản là lấy ra để ít. Đây là một trong những cái ích lợi mà chỉ có vàng mang lại. Giúp cho. Được hết. Nhưng mà cái object thì thực ra thì nó là kiểu tra của các kiểu rồi. Đó, nếu mà mình để là object thì nó sẽ vẫn dùng được bình thường nhé. Ý của em ở đây là thay vào object gì à? À khác nhau như nào à? À cái object là một kiểu dữ liệu để kiểm tra của các kiểu nha. Ví dụ như ở đây em khai báo là object obc chẳng hạn. Thì ở đây có hai điều. Điều thứ nhất là khi khai báo với kiểu object thì chúng ta không cần phải gán giá trị ban đầu, đúng không? Không cần. Ví dụ như ông này và ta bắt buộc phải gán giá trị ban đầu, còn ông này thì không cần nha. Điều thứ hai về mặt hiệu năng, object sẽ nặng hơn so với va. Dạ, bởi vì lúc này hệ thống sẽ không thể hiểu rõ được là cụ thể cái kiểu của OBJ là kiểu gì, bởi vì như thế thì nó sẽ là chung chung rồi. Object nó rất là nặng. Dạ. Đấy. Thì khi đó nó sẽ cần cái tài nguyên CPU nhiều hơn để nó luận kiểu. Dạ. Boxing, unboxing. Ép kiểu hay gán kiểu khi mà có những kiểu dữ liệu cụ thể với object. Còn với va thì ngay tại thời điểm biên dịch nó đã biết được ngay A nó có kiểu gì rồi. Dạ. Đến lúc sau đấy ta dùng A thì nó rất là hiệu năng của nó sẽ cao hơn so với cả object. Hai điều. Điều thứ nhất, object thì nó vẫn là một kiểu dữ liệu cụ thể nhưng mà nó lại cụ thể theo kiểu tổng quan. Nó vẫn là một kiểu dữ liệu nhưng mà tổng quan. Thì khi đó ta không cần phải gắn giá trị ban đầu. Còn ông này ta bắt buộc phải gắn. Điều thứ hai là hiệu năng của nó sẽ giảm. Nên chỉ là ít khi ta dùng đến object. Thật cần thiết ta sẽ dùng đến. Dạ.
thì đó là cái từ khóa ba các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến dynamic nhé. Với việc sử dụng từ khóa dynamic thì biến sẽ ở dạng là không định kiểu, biến nó sẽ ở dạng không định kiểu, có nghĩa là một biến được khai báo là dynamic ấy, thì nó có thể nhận bất kỳ một loại giá trị với kiểu bất kỳ, dạng với kiểu bất kỳ, thì có nghĩa là biến đấy sẽ ở dạng là không không định kiểu. Ví dụ ta có dynamic b, thì lúc này b có thể nhận bất kỳ một loại dữ liệu gì, ban đầu cho nó bằng 1, 2, 3 chẳng hạn, nhưng sau đấy ta lại cho b nó thành là 1.23, được, b là một boolean chẳng hạn, được, rồi hay là b là một chuỗi cũng được, b là ký tự cũng được. Đại khái là lúc này b nó đang ở dạng không định kiểu và ta có thể áp cho nó bất kỳ một cái kiểu dữ liệu nào, bất kỳ một giá trị gì. Thì trong trường hợp ta cần một cái biến mà nó có cái khả năng như vậy thì ta sẽ khai báo nó ở dạng dynamic. Thì C# vẫn là một ngôn ngữ định kiểu mạnh, vẫn là một ngôn ngữ định kiểu mạnh nha. Nhưng mà với cái cách thức này thì làm cho C# nó linh hoạt hơn ở chỗ là có một số tình huống có thể áp dụng cái kỹ thuật không định kiểu cho biến được. Ví dụ như là JavaScript hay PHP hay là Python chẳng hạn. Đấy là những ví dụ về ngôn ngữ không định kiểu. Không định kiểu. Thì đó là từ khóa va và dynamic nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nhé. Xong tiếp theo nha. Cho thầy một cái lesson tiếp theo nhé. Lesson 24 đi. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến cái kỹ thuật generic. Generic. Đây là một trong những kỹ thuật mà chúng ta đã từng sử dụng nó ở phía trước rồi. Ví dụ như là list generic, đó, đã dùng. Hay là cái dictionary generic. Chúng ta học dictionary generic với hai loại là loại func và loại action, đúng không? Chúng ta đã học rồi, đúng không? Ở trong các trong bài lab 1 thì chúng ta cũng có động đến loại generic. Thì generic về mặt cơ bản nó sẽ có cái khả năng đó là không cần phải đang hiểu đơn giản là không cần phải ép kiểu tường minh hay tự động. Đại khái là không 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 cần phải có một cái kỹ thuật gọi là unboxing hay là boxing, ta không cần phải dùng đến cái kỹ thuật
ép kiểu để chuyển đổi kiểu. Nếu mà như vậy thì nó sẽ giúp cho cái hiệu năng năng của chương trình tăng lên. Và nó cũng vẫn đảm bảo được cái khả năng định kiểm mạnh của chị sao. Thì khi mà mình không cần phải thực hiện các động tác về ép kiểu thì dẫn đến cái tình huống đó là ta sẽ không cần phải mất nhiều tài nguyên để thực hiện động tác đấy. Đó, tài nguyên CPU để thực hiện. Dẫn đến hiệu năng nó sẽ tăng lên thôi. Và chương trình sẽ tăng lên. Và vẫn đảm bảo cái khả năng định kiểm rất mạnh, rất mạnh. Và một điều nữa đó là như vậy thì có nghĩa là nó vẫn đảm bảo được cái tính an toàn kiểu, an toàn kiểu vẫn đảm bảo được bình thường. Thế cụ thể thì nó như thế nào và cách thức tạo nó như nào và cách sử dụng nó ra làm sao thì ở đây C# cho phép ta có thể áp dụng Zurich vào trong các cái lĩnh vực bao gồm có class cũng ok, method, interface cũng ok và delegate chúng ta đã học từ trước, hệ thống nó tự tạo cho ta cái delegate ở dạng Zurich. Ta sẽ nói đến phần class trước nhỉ. Class thì để tạo một lớp trở thành lớp Zurich thì ta sẽ sử dụng cái cặp nhọn có chứa, cặp này có chứa cái gọi là danh sách tham số kiểu. Nói đầy đủ là tham số kiểm dữ liệu, người ta nói ngắn gọn là tham số kiểu. Sử dụng cái cặp này có chứa đặt sau tên lớp. Thì ta sẽ được một cái lớp gọi là lớp generic. Trên đây thầy làm luôn nha. Đây. Ta có một cái class là gen 1 đi. Này nhá. Thì đây là một lớp thông thường thôi. À, một lớp thông thường thôi. Nếu ta muốn áp dụng Zurich vào cho nó thì ta làm như sau là đặt sau nó ở sau tên ấy, một cái cặp nguồn nhỏ và bên trong đây sẽ chứa một danh sách tham số, tức là chứa cái tham số kiểu. Ví dụ như nó có một tham số kiểu tên. Thì lúc này t ở đây sẽ được chúng ta gọi là tham số kiểu. Chúng ta học về phương thức rồi đúng không? Chúng ta học về phương thức rồi. Phương thức sẽ có một cái nằm trong cặp tròn đấy, đó là danh sách các tham số đúng không? Danh sách các tham số đấy, các tham số đấy được dùng để làm gì? Để nhận dữ liệu đúng không? Thì ở đây sau tên lớp có một cái cặp ngoặc nhọn, bên trong có chứa một cái danh sách, người ta gọi là danh sách tham số kiểu. Dạ. Nó được dùng để làm gì?
nó được dùng để nhận cái kiểu dữ liệu, nhận kiểu dữ liệu để tao mà tao muốn sử dụng trong cái lớp tương ứng đấy, hay là trong cái đối tượng tương ứng đấy. Tao muốn sử dụng cái với đối tượng này, tôi muốn sử dụng cái kiểu dữ liệu PDT, tôi muốn sử dụng kiểu dữ liệu string double hay gì đó, thì cần phải có một cái tham số ở đây. Người ta gọi là tham số kiểu để nhận lại cái kiểu đấy để sử dụng. Nhận lại kiểu đấy để sử dụng. Giống như phương thức nhé, đúng không? Bây giờ tôi khai báo một tham số ở trong phương thức để nó nhận dữ liệu, đúng không? Vậy đúng lại hay là ngược lại, nếu tôi muốn phương thức đấy nhận dữ liệu thì tôi phải có một cái tham số, đó, khai báo một tham số để nó nhận. Đây như thế, bây giờ tôi muốn cái lớp này nó nhận và nó sẽ có thể nhận được những cái kiểu dữ liệu mà ta muốn làm việc. Đấy, chứ không phải là dữ liệu mà là kiểu dữ liệu. Lúc này ta dùng kích thước này. Giờ ta sẽ có một cái nha. Ta có một cái t private t data. Có một property public t data. Get data set một phương thức để in ra giá trị của data chẳng hạn. Lúc này các em thấy nó sẽ ở dạng chung chung, nó không cụ thể, đúng không? Nó không cụ thể. Thì đây, đây chính là một cái định nghĩa một của một lớp generic. Đúng. Thì để cho rõ hơn để thầy biết thế này thì nó sẽ rõ hơn nhá, rõ hơn về kích thước sử dụng này. Ở đây thầy không xài cái này nữa, thầy cho cái này nó là int đi, cái này nó là int đi. Dạ. Lúc này cái trường này của ta sẽ nhận dữ liệu, nó sẽ chứa dữ liệu kiểu int đúng không? Thì đây là một lớp thông thường nhé, không phải là xin lỗi. Thì xuống đây, xuống đây để tạo ra một cái đối tượng của lớp là gen một g một ba new gen g một chấm data bằng 123 g một chấm sâu nhận. Ta chạy được kết quả 123. Nhưng mà bây giờ thầy muốn gắn cho data kia một cái giá trị khác. Đó, một cái giá trị khác. Thầy muốn gắn cho nó là một cái chuỗi. À, không được. Quá. Không được. Vì nó chỉ làm việc với kiểu INT thôi. Dạ, đấy thì lúc này nó sẽ sinh ra cái hạn chế. Nha. Thế hoặc là ví dụ như thầy muốn gắn là
1.2.3 cho nó thì cũng được, không được lúc này bắt buộc ta phải ép kiểu nó sang int có thì mới được. Ép kiểu ăn là boxing, unboxing cho nó. Thế nhưng mà nếu như chúng ta xây dựng cái lớp này theo dạng generic thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì đó. Cho t vào đây, cho t vào đây, cho t vào đây. Xuống đây, xuống đây. Chúng ta muốn làm việc với dữ liệu gì? Chúng ta muốn làm việc với string, ghi string vào đây. Ghi string vào đây. Lúc này ta sẽ làm việc được với string. Đó. Chúng ta không muốn làm việc với string, thế thì chúng ta lại truyền đi một cái kiểu khác. Int hay double hay gì đó. Hoặc là ở đối tượng G1 thì ta muốn ta sẽ làm việc với string. Nhưng mà bây giờ thì tạo một đối tượng khác. Đối tượng này lại ta lại muốn làm việc với double. Đấy. G2 chấm đây thì 1.03 chẳng hạn. G2 xong. Em thấy là nó sẽ rất là linh hoạt. Anh thích làm việc với kiểu gì thì anh đưa vào đây. Còn bên trên kia này tôi sẽ tiếp nhận. Đấy, thì đây chính là một cái cơ chế giống với lại cái vấn đề tham số của phương thức. Lúc này ví dụ khi ta thực hiện cái lệnh này, anh tạo một cái đối tượng G1 này, thì string ở đây sẽ được hiểu là type argument, tức là tham số kiểu, đối số kiểu, giống như là trong phương thức ấy đúng không? Ta muốn truyền giá trị 2 hay là 3 cho tham số thì giá trị 2 hay là 3 đấy chính là đối số, đây là đối số kiểu. Thì sau cái tên lớp ta cũng vẫn dùng một cái cặp ngoặc nhọn để liệt kê cái danh sách đối số kiểu ở đây. Lúc này trong trường hợp này nó là string thì string như này sẽ được truyền, tức là được pass cho cái tham số kiểu tên, tên nhận lại string. Thì lúc này ở cái data này nó là string, ông này là string. Hay nói khác là ta sẽ làm việc với dữ liệu là string. Tiếp tục, nếu như trong trường hợp này thì cái đối số kiểu nó là double, nó được được pass, được truyền cho cái tham số kiểu t. T nhận lại double. Đây là double. Đây là double. Và chúng ta sẽ không cần phải làm bất kỳ động tác gì liên quan đến boxing hay là unboxing, ép kiểu nữa. Hệ thống cũng không quan tâm đến điều đó. Đấy, thì đây là ý nghĩa của cái đối số này. Nó không phải là chỉ có mang, chỉ bao gồm những giá trị cơ bản này, ta thích nó là cái gì thì cũng đều được. Ta thích nó là một cái loại kiểu lớp, kiểu interface, kiểu delegate, kiểu mảng cũng đều được. Đều được. Cái gì cũng được. Ví dụ như này ta sẽ có một cái báo một cái lớp khác nhé. Gen class.
Gen 2 đi. Có một interface Gen chẳng hạn đi. Có một cái trailer gate voi trailer chẳng hạn. Trailer không tham số chẳng hạn đấy. Thì xuống đây, nếu ta muốn tạo ra một cái đối tượng G3 nó có kiểu gen 2, ok, không vấn đề gì. Dạ. Kiểu là dạng dạng lớp, kiểu lớp cũng được, kiểu interface cũng được. Ví dụ thế tạo một cái G4 có kiểu Eisen kia. Ok, dạ cũng được hết. Đối số kiểu là một delegate cũng được. G5 đó, em thấy hiểu được. Thậm chí là một cái mảng, một mảng cũng được, mảng cũng là một kiểu tham chiếu gen một, như là load chẳng hạn. Cũng được. Dạ. Thậm chí là người ta chưa rõ kiểu gì cũng được. Hoặc nghèn gai nữa mình G7. Ok, nói chung là đối số kiểu ta thích nó là kiểu gì được. Khi ta đã khai báo thế này, giờ thích nó là kiểu gì. Dạ. Nó giống như kiểu early list của ta ấy. Early list của ta là nó thích lưu nó cái gì được. Wow. Cái T của ta, cái tham số kiểu của ta trong tình huống này nó có thể nhận bất kỳ loại dữ liệu gì nhỉ, bất kỳ loại gì. Tuy nhiên nếu như ta muốn muốn đưa ra cái ràng buộc để hạn chế việc tiếp nhận kiểu dữ liệu thì ta cũng hoàn toàn làm được. Thì ở đây với cách thức định nghĩa như thế này thì T có thể nhận bất kỳ loại gì, nhưng mà nếu mà ta muốn là nó chỉ nhận cái này thôi, nhận cái kia thôi. Đó, nhận những cái này những cái kia thôi thì ta hoàn toàn có thể đưa ra cái ràng buộc đấy được. Và cách như sau, đặt sau đây cái where, đặt sau cái cặp vòng nhọn where t hai chấm. Ví dụ tôi muốn t chỉ nhận là gen 2 thôi, được không? Dạ, kiểu gì lúc này thì cứ là gen 2 thì nó sẽ nhận này đây. Còn cái nó không phải thì nó không nhận. Đấy. Hoặc là ví dụ như là iGen. Tôi muốn nó nhận rất hai iGen. Người ta dùng toán tử phẩy để kê. Thì lúc này ta sẽ đưa ra cái điều kiện giống hệt như là cái list generic mà chúng ta đã. Thì tham số kiểu của tôi chỉ có thể nhận, tôi chỉ muốn nó nhận cái này, tôi chỉ muốn nó nhận cái kia. Lúc đấy ta sẽ dùng cái where, nhận cái where để thiết lập cái ràng buộc đó. Tuy nhiên thì nó sẽ có rất nhiều các loại, các kiểu khác nhau. Ví dụ kiểu giá trị cũng đã có khá là nhiều kiểu khác nhau rồi. Bây giờ sử như là
ta muốn là cái T này này nó chỉ nhận những kiểu dữ liệu giá trị thôi chẳng hạn, hoặc cái T là nó chỉ nhận những kiểu dữ liệu tham chiếu thôi chẳng hạn. Thế lúc này ta sẽ không thể liệt kê theo kiểu int xong rồi load xong rồi double đây, ta không liệt kê như vậy mà CSAM xây dựng sẵn cho ta các cái nhóm ràng buộc đấy rồi. Dạ. Thì dưới đây chúng ta sẽ nói đến điều đó nhé. Ràng buộc là cái constraint đấy cho tham số kiểu xây dựng sẵn cho ta, chúng ta để cho nó khoa học cho chúng ta. Loại thứ nhất đó là struct. Với loại ràng buộc tham số kiểu là struct ấy, thì nó sẽ bao gồm các cái kiểu giá trị. Đấy, dạ. Thì lúc này ở trên đây thầy để là struct. Đó, như này. Thì tức là cái tham số T này, tham số kiểu T này nó chỉ nhận những kiểu dữ liệu giá trị thôi. Dạ. Mảng hay là dynamic cái thứ đều không nhận được. Nhận. Nhưng ví dụ ở đây double. Ok. Dạ. Loại ràng buộc tham số kiểu thứ hai là class. Thì nó sẽ bao gồm các cái kiểu tham chiếu, các kiểu giá trị value, value type, tham chiếu tức là reference, reference type, chúng ta quay xuống. Dạ. Như lên đây thầy sẽ thay cái struct thành class. Thì tức là tham số kiểu T của ta chỉ nhận các cái kiểu dữ liệu ở dạng tham chiếu thôi, không nhận kiểu dữ liệu ở dạng khác. Các em thấy dynamic ok à, kiểu mà cũng là kiểu tham chiếu nhé các em nhé. Lớp interface là cái này là delegate interface class string, đây là những kiểu tham chiếu hết. Nhưng ông double thì lại không được, thì ông double là kiểu giá trị value vâng. Loại thứ ba đó là new new thì nó sẽ bao gồm các kiểu mà trong đó phải có chứa hàm tạo không tham số, nhưng mà hàm tạo này lại có cái mức truy cập là public, nó phải có mức truy cập là public. Đó, thì đây là cái kiểu thứ ba. Ví dụ như là trên đây, tức là
nó áp dụng cho bất kỳ một cái kiểu gì, miễn là cái kiểu này nó phải có cái chứa chứa cái hàm tạo không tham số bên trong rồi. Nhưng mà cái mức độ truy cập của nó phải là, của hàm tạo đấy phải là public. Nơi đây thầy sẽ thay bằng new luôn. Thì lúc này cái dynamic ok thì nó là động đó. Float là kiểu mảng không có, delegate không có, interface thì càng không đó, không phải có hàm tạo. Gen 2 thì có thì được. Trên này các em thấy rằng là cái gen 2 này thầy không hề định nghĩa hàm tạo trong đây đúng không? Nhưng mà hệ thống nó đã tự động đó, định nghĩa cho nó. Nếu như ta không định nghĩa thì hệ thống sẽ tự động định nghĩa hàm tạo phôn tham số public cho nó. Dạ. Cho nên cái gen 2 cần phải được. String không được. Tuple cũng được. Tuple nó là kiểu giá trị nhưng vấn đề là nó sẽ được tự động, được hệ thống tự động phát sinh hàm tạo phôn tham số public cho nó. Dạ. Thế ví dụ như là trên đây thầy tạo cái hàm tạo không tham số gen 2. Đây là hàm tạo không tham số này đúng không? Nhưng mà thầy lại không để public, có nghĩa là mức truy cập của nó không phải là public. Thì xuống đây các em thấy không dùng được gen 2 đấy. Đấy. Thì nếu mà thầy để đây là public. Đó các em thấy nó đã dùng. Thì thứ ba, loại thứ ba đó là new. Loại thứ tư cơ bản thứ tư là u. Thì như bên trên này có nói là cái cặp ngoặc nhọn chắc là nơi chứa danh sách tham số kiểu, có nghĩa là có thể có nhiều tham số kiểu. Thì trong trường hợp có nhiều tham số kiểu như vậy thì ta sẽ có thể thực hiện cái động tác là tham số kiểu này phụ thuộc vào tham số kiểu kia. Thì cái u này sẽ nói đến cái điều đó. U này nó sẽ có nghĩa là tham số kiểu T phụ thuộc vào u. Nó phụ thuộc vào cái tham số kiểu u. Lưu ý là u không được thiết lập cái ràng buộc tham số kiểu là struct. Trong trường hợp ta muốn t cho nó phụ thuộc vào u thì u phải không được thiết lập ràng buộc tham số kiểu là struct. Thì được. Ok. Ví dụ lên trên đây, trên này nhỉ, trên nhỉ, thì lớp gen 1 của ta đang có một cái tham số kiểu là t rồi, thì hoàn toàn đưa thêm tham số kiểu khác nữa. T thì u thì v x y z a b c thì thoải mái. Dùng toán tử phẩy là phần phân cách. Lúc này nếu mà ta muốn bảo rằng là t phụ thuộc vào u thì được, cái này thì có nghĩa là u có tham số, có nhận kiểu dữ liệu là gì thì T nhận những kiểu kiểu dữ liệu là như vậy. Và ta cũng có quyền thiết lập ràng buộc tham số kiểu cho U que U 2 chấm ví dụ như class nó thoải mái. Nhưng mà U không được là struct, U là struct này. Không được, sẽ báo lỗi đấy. Cho phép. Dạ. Đấy, kiểu này nhá. Ý của nó là như vậy. Dạ, thầy
dừng phần trình bày về lớp lớp Zurich ở đây nhá. Dừng nhá. Thế ta sang phần tiếp theo nhá. Đó là ta sẽ nói đến cái method generic. Question 25 đi. Question 25 nhé. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến method generic. Method tức là cái phương thức dạng generic. Tức là C# sẽ cho phép ta có thể định nghĩa một cái phương thức hoặc dạng generic. Về cái khái niệm phương thức thì chúng ta đã nắm được và làm quá nhiều về nó rồi. Đó. Có nhiều về nó là trung tâm của phần code. Cái gì tạo code ở trong phương thức? Đó. Thì phương thức nó sẽ có nó sẽ có một cái cặp bồ tròn để chứa danh sách tham số để tiếp nhận dữ liệu hoặc để xử lý công việc. Nhưng mà ngoài ra ta cũng có thể cài đặt để nó tiếp nhận kiểu dữ liệu để xử lý công việc. Dạ, đấy. Ngoài việc tiếp nhận dữ liệu thì nó còn có thể tiếp nhận được kiểu dữ liệu. Đấy, ý nghĩa của cái method dưới đây nhé. Ví dụ đây ta có một cái gen 3 đi. Có một cái phương thức public void show đi, có hai cái tham số khi phương thức này đơn giản là sẽ show ra cái dữ liệu key và value. Hai chấm. Đấy, như này phương thức này thì nó hết sức bình thường chúng ta đó nó quen thuộc với nó. Phương thức này gồm có hai tham số thứ nhất có kiểu int và tham số thứ hai có kiểu string. Tức là gì? Tức là tham số thứ nhất sẽ nhận dữ liệu ở dạng int và tham số thứ hai nhận dữ liệu ở dạng string. Đó là xuống đây. Ở đây ta sẽ tạo ra một cái đối tượng của gen 3 và gọi đến cái sau truyền đi 12 phẩy react.js chạy thử. À, bên này nó đang bị lỗi. Chúng ta sẽ ra các đoạn lỗi lại nhé. Thì mới chạy được. Đó, ta được cái key. Key đây. Value đây. Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn key là một chuỗi, muốn value lại là một số, hay là muốn key là một một ký tự, value là một số double chẳng hạn, hay là một giá trị true false, thì ở đây show này nó không làm. Đấy, thì đây chính là cái lý do mà lúc này chúng ta cần đến method ở dạng generic. Yeah. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ update cái show của ta thành dạng generic như sau.
Sau tên của phương thức, chúng ta có một cái cặp ngoặc nhọn chứa danh sách tham số kiểu. Đó, tham số kiểu T. Chỗ này ta áp T U cho vào liền. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Thì lúc này cái show của ta thích truyền dữ liệu đi kiểu gì cũng được. Lúc này cái show của ta nó sẽ có thể được viết theo dạng là tường minh hoặc là dạng là ngầm định. Như này là ngầm định này, còn tường minh thì như thế này nhỉ. Int phải string như này là tường minh. Tường minh về cái đối số kiểu là gì đó, danh sách đối số kiểu gồm những kiểu gì. Nhưng mà ta không cần phải dùng cách này cho nó dài dòng, mà ta chỉ cần dùng cho kiểu ngầm định thế này thôi. Bởi vì từ những cái dữ liệu ta truyền đi và hệ thống nó đã cho ta biết, tự xác định được cho ta cái kiểu dữ liệu tương ứng là gì. Người ta không cần phải truyền. Nếu ta có ge.show cái key là SV001 value Alex, em thấy vẫn ok, không vấn đề gì. Đó. Hệ thống tự động xác định kiểu cho mình luôn trong quá trình biên dịch. Sau đó thì khi thực thi chương trình nó chỉ việc sử dụng cái đó là xong, rất là nhanh, vẫn đảm bảo an toàn kiểu, không mình không phải ép kiểu. Hệ thống không cần phải cung cấp tài nguyên CPU vùng nhớ để thực hiện cái động tác về ép kiểu đấy. Đó. Nhé. Và loại thứ ba, loại dưới thứ ba ta áp dụng được đó chính là cái interface selection 26. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến interface generic. C# cũng áp dụng cho phép ta áp dụng được cái kỹ thuật generic vào cho interface. Như trên đây ta có một cái interface. Interface i gen 1 đi. Ví dụ ta có void show int a. Trong interface này nó có một cái phương thức show. Thì các em nhìn thấy cái phương thức show này nó sẽ chỉ có thể sử dụng cho trường hợp là dữ liệu nhận về là số nguyên thôi. Trong trường hợp cái phương thức show này có thể show dữ liệu bất kỳ kiểu gì, lúc này chúng ta sẽ áp cái zero cho interface t t dạ.
Lúc này nếu như ta có một cái class gen 3, gen 3 đi, gen 3 có rồi, gen 4 đi, nó thừa kế từ ai gen 1 đó. Thì lúc này ta sẽ cần phải cụ thể hóa là ta muốn làm việc với cái kiểu dữ liệu gì. Ở đây thì ta đưa nó vào. Dạ, ta đưa nó vào. Ví dụ int. À, như này. Bây giờ ta implement nó. Thì các ta học rồi đúng không? Lớp và thừa kế thì interface thì ta phải implement các cái method của interface. Đúng không? Implement nó nhé. Đấy. Ví dụ đơn giản ta sẽ SOA ra. Đó, thì trong trường hợp này ta sẽ thì xuống đây. Xuống đây. Ta có một cái đối tượng của gen 4. À, G1 và new gen 1 G1 chấm sâu chuyển đi 123. Ok. Đấy. Bây giờ ta lại có một cái class nữa gen 5, nó cũng thừa kế từ iGen, nhưng mà lúc này ta lại không muốn dùng dữ liệu là int, ta muốn là double hay là string hay cái gì đó. Ok, cái này gì thoải mái, chúng ta sẽ copy ra ina. À, đây, đây không phải là int mà đây là double. Đó. Thì lúc này ở cái đối tượng của gen 5 ta sẽ sử dụng được cái dữ liệu là double. Đó, kiểu này. Dạ. Đấy là cái ý nghĩa của dùng interface ở đây. Chúng ta sẽ cho phép các cái lớp khác nhau thừa kế interface có thể có làm việc với những kiểu dữ liệu khác nhau càng linh hoạt. Vâng, càng thế là cái vấn đề về interface. Tất nhiên ta vẫn hoàn toàn áp dụng được những cái dạng một tham số kiểu đấy. À, class. Ok, thầy sẽ dừng phần trình bày về generic ở đây nhé.